Gì vậy? Sao tôi xin? Tao có con kiến nhỏ đó. Thấy không? Con kiến. Đâu? Có con kiến. Hai chân có đi đâu vậy? Ủa, con này đâu phải con kiến. Con này là con bọ hay gì nữa mà. Con này sao con nhỏ gì vậy? Con nhỏ là nguyên con... cả một tổ nó luôn nè. Nhiều không? Phá. Nhiều. Cẩn thận con bò nó cắn cái điện thoại. Ủa, con bò nó cắn được điện thoại hả? Ừ. Cẩn thận nhá, vì sao là nó cắn. Gì vậy? Nó nhiều vậy? Nhiều dữ vậy. Ừ, dữ quá. Lúc nãy nó con bò nó bò đây á. Ừ, nó bò đây hả? Ừ. Rồi sao? Xong rồi bò ở trên từ cầu. Ghê quá, để mình đi tìm tiếp ha. Biết người ta đang ngắm cái gì đấy. Người ta đừng Satoshi đi đâu đó? Đi tìm con bò ở đây. Hay. Hay. Đúng rồi, cẩn thận. Chúng thôi bể điện thoại ha. Mình đi tìm gì? Chà mua chà 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 chà. Cái động tác này khoe mông hả? Chà gì khoe mông hả? Chà bóp cái mông cái coi. Bóp cái mông cái coi. Bóp. Còn đưa cái mông ra cho bóp nữa. Chà 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 chà. Động tác gì vậy? Động tác tập thể dục của Satoshi bá đạo. Chà, nhiều động tác quá vậy. Ừ, tập Satoshi đang tập thể dục. Rồi động tác gì nữa? Satoshi làm thêm lại cho mama. Sensei dạy động tác gì vậy? Tập thể dục độc vậy. Động tác gì ngộ ơi?